sữa chua trước tiên là mình sẽ làm gì nhỉ? Em quên rồi. Hình như là trước tiên là đổ 1,5 lít sữa chua. Cái này là sữa không đường. Sau đó cắt thêm bún và sữa tươi. Mình sẽ bỏ sữa chua cái vô. Wow. Cái tẩm. Tẩm đi. Học ăn. Nhẫn dữ vậy. Anh đang bị cuốn theo cái dòng gió. Anh đang bị cuốn theo cái dòng âm ơi. Không gì mà chỉ có phản đối không? Có. Anh nghĩ là đây là mẹ sữa chua sẽ rất ngon. Em thấy cái bề mặt của nó không còn lộn xộn nữa mình vậy em. Em biết thì em dòng dòng nhẹ cho anh, em sẽ cảm nhận được cái độ mềm đó. Thank you.
em cứ em nghĩ là nó sẽ tự động nó vỡ ra. Như thế thôi em nhiều không? Như vậy là được. Sữa chua rất là mịn, đặc. Cái mùi nó rất thơm. Tân Nhật. Dạ. Sao lại là hai đứa mình cũng tại vì biết sao không?
em đã coi trong video đó, người ta hay nói là cái độ chua và cái ấy là nhờ người ta khuấy nấu giữ nhiệt độ á, cái phần mà giữ nhiệt độ của tú. Nếu mà cái phần đó mình làm tốt á, mình giữ được cái men chua, men của nó là cái sữa chua nó ngon hơn là nhờ thế. Nên thành nếu mà nó ngon á là nhờ tú, mình chỉ khuấy thôi. Để lấy người phụ anh bỏ ở dưới, còn em ăn đá, ăn đá đúng không? Em ăn đá. Để xem một mẻ như thế này mình làm bao nhiêu hũ nha. Dán lên chỗ này nữa, TuEira. Ok. Wow. Ra đẹp.